ca sĩ Đức Đại với một ca khúc đầy tự hào và hào hùng về Tổ quốc thân yêu Việt Nam của chúng ta. Kính thưa tất cả quý vị, ca khúc Mãi mãi tuổi 20 của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương là những cảm xúc từ hai cuốn nhật ký của hai liệt sĩ tuổi 20 là Nguyễn Văn Thạc và bác sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm. Chiến tranh đã đi qua, tấm gương chị còn mãi trong tôi, và cuộc đời này còn mãi những trang nhật ký. Những trang nhật ký như ngọn lửa cháy thắp sáng tuổi 20 trong anh, trong tôi, trong trái tim mọi người. Kính mời quý vị, chúng ta cùng đến với ca khúc Mãi mãi tuổi 20 với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Nhật Thuận. Xa đi cả đất nước nghĩa.
Xin cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Nhật Thuận. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn phần biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên trong chương trình Văn nghệ chào mừng lễ khánh thành ngày hôm nay. Và sau đây là chương trình chính thức lễ khánh thành Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và các vị khách quý, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng là công trình y tế trọng điểm được khánh thành chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2019 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2019. Bệnh viện được thành phố phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương với quy mô 220 giường bệnh, tổng vốn đầu tư gần 190 tỷ đồng. Sau 2 năm thi công, đến nay dự án đã hoàn thành, kịp thời đưa bệnh viện vào khai thác sử dụng trong những ngày tháng năm lịch sử này. Đến dự chương trình lễ khánh thành công trình đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện, văn phòng thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo các bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Danh Sương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo các quận, huyện và xã An Đồng để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, đại diện Ban Quản lý Dự án và Nhà thầu xây dựng công trình, cán bộ viên chức Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố đến dự và đưa tin. Và một lần nữa, Ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và quý vị khách quý trong buổi lễ khánh thành đặc biệt ngày hôm nay. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Xanh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, đại diện chủ đầu tư lên trình bày báo cáo kết quả dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa các bác, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Thực hiện nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trên cơ sở khai thác các lợi thế, tiềm năng, mối tương quan với các tỉnh ven biển Bắc Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh phía Bắc và kết nối quốc tế. Trong đó, với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ. Trong những năm gần đây, thành phố đã ưu tiên tập trung quan tâm đầu tư rất lớn cho lĩnh vực về an sinh xã hội, đặc biệt với ngành y tế. Chỉ trong 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, hàng chục dự án y tế từ thành phố đến quận huyện được đầu tư trên quy mô lớn, xây mới, nâng cấp. Hôm nay, tại mảnh đất này, trong khuôn viên 20 hectare
đã được đầu tư 3 công trình y tế hiện đại, đó là Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng và Trung tâm Cấp cứu 115. Nơi đây đã tạo nên một quần thể y tế mới, khởi sắc và là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất của ngành y tế và thúc đẩy hiện thực hóa việc xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên Hải Bắc Bộ, giảm tải cho các cơ sở y tế trong khu vực nội đô, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân thành phố và các tỉnh lân cận. Kính thưa các đồng chí, hôm nay trong không khí tự hào, xúc động của những ngày tháng năm lịch sử, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Hải Phòng giải phóng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng, ngành y tế Hải Phòng vui mừng, phấn khởi được thành phố tổ chức khánh thành dự án Bệnh viện Y học Cổ truyền. Đây là một công trình mang ý nghĩa xã hội lớn lao, khẳng định sự quan tâm đặc biệt và quyết tâm của thành phố trong việc thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Quyết định số 2166 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Đặc biệt, công trình này là dấu ấn quan trọng, khẳng định tầm quan trọng của việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thành phố. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí đã tới dự lễ khánh thành Bệnh viện Y học Cổ truyền. Và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các quý vị đại biểu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng được thành lập ngày 17 tháng 10 năm 1962, trải qua 57 năm cơ sở bệnh viện quá xuống cấp trong khuôn viên nhỏ hẹp, diện tích chỉ có 0,4 hectare tại dự án của giải trung tâm thành phố. Với mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, củng cố phát triển tổ chức mạng lưới y dược trên địa bàn thành phố, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, đáp ứng với nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố và các địa phương lân cận. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 2662 ngày 31 tháng 10 năm 2016 với quy mô đầu tư 220 giường bệnh trên diện tích 2,5 hectare, xây dựng các khối công trình khám, kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính gồm 5 tầng, diện tích sàn 6.150m2, nhà điều trị nội trú 220 giường bệnh 5 tầng, diện tích sàn 5.985m2, khoa dinh dưỡng, dịch vụ tổng hợp 3 tầng, diện tích sàn 2.250m2, khoa dược và bào chế thuốc, khoa vật tư y tế thiết bị 2 tầng, diện tích sàn 1.500m2, khoa chống nhiễm khuẩn, nhà nồi hơi 1 tầng, diện tích sàn 445m2, hành lang cầu, trạm biến áp, khu vực kỹ thuật, vườn cây thuốc nam, bãi đỗ xe, diện tích 3.476m2. Xây dựng trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm sân đường nội bộ, cổng, nhà thường trực, vườn cây thuốc nam, hệ thống cấp điện chiếu sáng, thoát nước ngoài nhà, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và cây xanh. Đầu tư thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, khí y tế, điều hòa không khí và thông gió, mạng internet, điện thoại, truyền hình cáp, âm thanh thông báo, camera quan sát, thang máy, thiết bị trạm biến áp với tổng mức đầu tư 1.888 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Được khởi công từ tháng 9 năm 2019. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, nỗ lực của nhà thầu, đến nay sau 20 tháng triển khai, dự án Bệnh viện Y học Cổ truyền đã hoàn tất, kịp tiến độ, đã nghiệm thu và chính thức khánh thành đưa vào sử dụng. Đây là một Bệnh viện Y học Cổ truyền được đầu tư tổng thể, đồng bộ, xây dựng theo đúng quy chuẩn tại thông tư số 37 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Viện Y học Cổ truyền tuyến tỉnh từ 14 đến 21 khoa phòng. Và hiện là bệnh viện có quy mô về xây dựng lớn nhất trong số các bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để công trình được phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, xứng đáng với sự quan tâm đầu tư của thành phố, đồng thời đáp ứng với kỳ vọng lớn lao sự phát triển của y học cổ truyền thành phố, Sở Y tế sẽ tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực
để nâng cao trình độ chuyên môn về y học cổ truyền, khai thác tối đa cơ sở vật chất đã được đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình phục vụ, triển khai các kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền để mang lại những dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất, đồng thời chỉ đạo bệnh viện quan tâm trong công tác bảo quản để công trình sử dụng lâu dài có hiệu quả. Kính thưa các đồng chí, ngành y tế Hải Phòng có 50 đơn vị trực thuộc với gần 9.000 cán bộ nhân viên, trong đó 9 bệnh viện tuyến thành phố, 14 bệnh viện tuyến quận huyện. Ngoài ra 6 bệnh viện công lập, trong đó có 3 bệnh viện quy mô quốc tế là Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế và Bệnh viện Quốc tế Green, 7 bệnh viện bộ ngành. Trong những năm qua, ngành y tế Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là đẩy mạnh tự chủ bệnh viện, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật cao chuyên sâu, thay đổi phong cách thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Qua khảo sát đánh giá độc lập tại một số bệnh viện của Hải Phòng do Bộ Y tế chỉ đạo, tỷ lệ bệnh nhân hài lòng chiếm gần 90%. Có được những thành công trên trước hết là nhờ sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của Bộ Y tế, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối kết hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương, sự ủng hộ, sự cổ vũ của cán bộ, nhân dân thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí đã dành cho ngành y tế. Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, nhân viên ngành y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cục vụ trực thuộc bộ. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn Thường trực Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các bác, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ ngành y tế Hải Phòng có được những kết quả như ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân huyện An Dương, Ủy ban Nhân dân xã An Đồng đã tạo điều kiện trong quá trình xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền. Cảm ơn và đánh giá cao các nhà thầu cùng ban quản lý dự án với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật về đúng tiến độ. Xin được kính chúc Bộ trưởng, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các cơ quan truyền thông, báo chí và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Xanh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. Kính thưa tất cả quý vị, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng được thành phố đầu tư xây dựng nằm trong nhóm các công trình y tế trọng điểm của thành phố nhằm củng cố và phát triển mạng lưới y tế, hiện đại hóa và đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp cổ truyền cho nhân dân. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đến phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Y tế. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý. Hôm nay, Ủy ban thành phố tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng. Đây là một trong hàng loạt các công trình lớn của thành phố được khởi công, khánh thành, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 5 lịch sử và chào mừng kỷ niệm 64 năm giải phóng thành phố Hải Phòng. Trước hết, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý đã về dự lễ khánh thành hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa toàn thể các đồng chí, được sự quan tâm của Bộ Y tế, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng với quy mô 220 giường bệnh, diện tích sử dụng đất 24.500 m², được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt với tổng mức đầu tư là 188.742.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư. Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng nằm trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, được triển khai thi công từ quý 2 năm 2017 với sự cố gắng, nỗ lực
của chủ đầu tư và nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng. Sau 2 năm thi công, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Qua theo dõi, kiểm tra, chủ đầu tư và các nhà thầu đã thực hiện các quy trình, thủ tục, đầu tư theo đúng mức quy định của pháp luật, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kỹ mỹ thuật công trình. Sau khi hoàn thành, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng cùng với Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng, Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng tạo nên một quần thể công trình y tế lớn, kiến trúc hiện đại tại khu vực phía Tây của thành phố. Ủy ban nhân thành phố ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, ban quản lý và nhà thầu thi công đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra. Công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng được đưa vào khai thác, sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống y tế thành phố theo hướng khang trang, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, gắn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Ủy ban thành phố ghi nhận và đánh giá cao các cán bộ, thầy thuốc, nhân viên Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng trong thời gian qua đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân thành phố, kịp thời di chuyển phục vụ giải phóng mặt bằng, xây dựng công viên cây xanh Tam Bạc, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống của nhân dân thành phố, khắc phục mọi khó khăn trong thời gian tạm lánh tại cơ sở của Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tôi đề nghị Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng khẩn trương bố trí, sắp xếp các khoa, phòng, bộ phận để đảm bảo sớm hoạt động ổn định, đồng thời chủ động, tích cực, phát triển mạnh mẽ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ với tiến bộ của y học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phong cách phục vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hút người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, xây dựng bệnh viện sớm trở thành bệnh viện hạng 1 và đứng trong top đầu các bệnh viện y học cổ truyền của các tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, Ủy ban thành phố giao cho Sở Y tế cùng các ngành liên quan tiếp tục tham mưu các giải pháp củng cố, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời tham mưu đề xuất tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho một số cơ sở y tế. Trong đó có giai đoạn 2 của Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng, đảm bảo đồng bộ hiện đại nhằm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên Hải Bắc Bộ theo tinh thần nghị quyết số 07 ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân thành phố trong tình hình mới. Cuối cùng, tôi xin kính chúc đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế cùng toàn thể các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Kính thưa tất cả quý vị, và sau đây là nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Phòng. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đại biểu có tên sau, chúng ta cùng di chuyển ra phía trước tòa nhà bệnh viện để thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
trưởng ban ban nội chính Thành ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Văn Điệp, ủy viên ban thường vụ Thành ủy, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, ủy viên Thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Xanh, ủy viên Thành ủy, giám đốc Sở Y tế Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phùng, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Quý Ba, giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng, đại diện nhà thầu thi công. Trân trọng kính mời 11 vị đại biểu chúng ta cùng ra chỗ sảnh ở tòa nhà để cùng thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng. Khánh thành Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng. 3, 2, 1, bắt đầu! Xin chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng đã được khánh thành, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. We'll be right back.